nói về vấn đề cơ chế thì tôi chỉ xin được nhấn mạnh hai cái cơ chế rất là quan trọng như vậy. Về mặt động học, đây là một cái câu chuyện cũng rất là có ý nghĩa để chúng ta có thể có một cái ý niệm về mặt lâm sàng để chúng ta xác định đâu là nhiễm virus tiên phát và đâu là nhiễm vi khuẩn thứ phát. Thì chúng ta để ý cái đường màu xanh màu xanh lá cây đi từ trên xuống dưới đó là biểu hiện của cái tình trạng táp ứng miễn dịch của chúng ta cả các cái cơ chế bẩm sinh cũng như là các cơ chế thu được chúng ta thấy là nó nó suy giảm trong cái tình trạng nhiễm virus thì song hành với nó là cái màu xanh dương nó sẽ tăng dần lên có thể nó là hậu quả cũng có thể nó là nguyên nhân Thế thì nó sẽ tăng dần lên ở cái ngày thứ ba và ngày thứ năm chúng ta thấy rằng là khi ở cái ngày thứ ba và ngày thứ năm thì song hành với cái hiện tượng suy giảm cái chức năng biến dịch của chúng ta thì chúng ta thấy có cái đường màu đỏ nó sẽ nó sẽ đi lên và cái đường màu đỏ đi lên thì nó sẽ đi cùng với cái đường màu xanh dương đi xuống tức là cái tải lượng của virus trong cơ thể của chúng ta nó đi xuống nhưng mà trước khi đi xuống thì nó có một cái peak thứ hai tức là cái đỉnh thứ hai trước khi có một cái tình trạng nhiễm trùng đây là một cái hiện tượng khá thú vị về mặt động học Thế như vậy có thể nói rằng là cái câu chuyện nó kết nối giữa cái vấn đề vi khuẩn rồi là vấn đề virus và vấn đề sức đề kháng của chúng ta là một cái, cái mối quan hệ nó có tính động học và đôi khi chúng ta dựa vào vấn đề thời gian thì chúng ta có thể phân tích được là khi nào và các cái hiện tượng đó xảy ra với các cái biểu hiện bên ngoài như thế nào chúng ta cũng có thể dự đoán được về mặt lâm sàng thế điểm qua những cái phân tích cuộc họp rất là gần đây thì cho chúng ta thấy một vài cái ý niệm về co-infection. ví dụ như có một cái nghiên cứu trên 24 cái nghiên cứu với một cái số lượng khá lớn là trên 3.500 bệnh nhân cho chúng ta thấy một con số rất là nhỏ tức là 3,5% bệnh nhân là có co-infection và cái nhiễm khuẩn mà người ta gọi là secondary infection tức là nhiễm khuẩn thứ phát ấy, thì với một cái tỷ lệ cao hơn là 14,3% và tổng hợp lại ở ở trên cái cái số mà bệnh nhân phát hiện được đồng thời cả vi khuẩn và virus nó chỉ sấp xỉ khoảng 8% thôi nhưng mà đặc biệt là ở trên những cái trường hợp nặng trong khi đó thì người ta lại nhìn lại cái vấn đề mà sử dụng kháng sinh mà cái bài báo cáo sáng nay của cái cô đại diện của GSC cũng đã nói đến đấy tức là con số này nó khá ominous ở trong các cái báo cáo toàn cầu tức là tỷ lệ nhiễm đồng nhiễm là khoảng độ chừng sấp xỉ 10% thì cái tỷ lệ điều trị kháng sinh cái, có phối hợp điều trị kháng sinh là là toàn cầu ở cái mức độ khoảng trên 70%. Thế như vậy là nó có một cái hình ảnh rất là tương phản và cho chúng ta thấy rằng là cái vấn đề sử dụng kháng sinh là một cái vấn đề mà rất cần phải có một cái điều chỉnh lại. Thế thì cũng cái báo cáo đó cho chúng ta một cái phân tích subgroup tức là phân tích dưới nhóm cho chúng ta thấy rằng là uh, vấn đề co-infection như thế nào, vấn đề uh, secondary infection như thế nào, vấn đề các cái mức độ nặng và cũng như là các cái trường hợp uh, chỉ có những cái trường hợp rất nặng thì chúng ta chúng ta thấy rằng là mặc dù có cái phân tích shop group như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ nó cũng chỉ khoảng sấp xỉ 5 cho đến 8% thôi. Tức là một cái tỷ lệ co-infection rất là thấp để chúng ta có thể có một cái ngoại suy rằng là cái chiến lược tiếp cận điều trị kháng sinh của chúng ta làm sao cho nó hợp lý với cái tình hình mà chúng ta phân tích vi sinh như vậy. Về mặt mô bệnh học thì cái, cái, cái câu chuyện của tôi trình bày là câu chuyện của virus và vi khuẩn cho nên rằng là tôi rất muốn so sánh cái câu chuyện của cái virus hô hấp nói chung và cái cái Sars-CoV-2 nói riêng. Thế thì đối với cái 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 nhiễm virus nói chung á, thì chúng ta thấy rằng là cái cái hình đầu tiên ở bên trái rất là cái hình mà cái cấu trúc của phế nang nó gọi là là bình thường. Thì chúng ta thấy cái cấu trúc của phế nang bình thường thì nó được uh, giới hạn bởi những cái 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 vách phế nang, tức là cái mô kẽ vách phế nang là rất là mỏng mảnh và rất là, là là đều đặn. Thế thì nhìn cái sang cái hình bên cạnh thì chúng ta thấy rằng là cái vách phế nang nó đã dày lên hơn rất là nhiều và ở bên cạnh vết phế nang và trong lòng của phế nang chúng ta thấy nó có xuất hiện của rất nhiều các cái tế bào viêm và có hiện tượng tạo ra cái màng hyalin. Thế thì đối với SARS-CoV-2 thì câu chuyện nó lại hơi khác một chút mà trong cái câu hỏi mà tôi trình bày tôi hỏi chị Tuấn Lan sáng nay đó thì cái điểm này là tôi rất muốn nhấn mạnh là cái SARS-CoV-2 mặc dù nó cũng là cái virus hô hấp nhưng mà cái đặc điểm tổn thương của nó hướng nhiều đến mạch máu. Thế chúng ta thấy rằng là tổn thương mạch máu được nhấn mạnh ở trong cái SARS-CoV-2 rất là nhiều. Ở trên cái hình bên trái và bên dưới chúng ta thấy rằng là cái tổn thương của quanh mạch máu ở trong SARS-CoV-2 rất là rõ và đồng thời với cái hiện tượng tổn thương của cái quanh các mạch máu chúng ta thấy cái hiện tượng gọi là hình thành các cái nút fibrin ở trong cái cấu trúc vách và trong lòng của phế nang thì đây là có lẽ là tôi chưa đọc được một cái y văn nào kết luận như vậy nhưng mà rõ ràng đây là một câu chuyện nó có thể hoàn toàn linh với câu chuyện của cái hậu covid hoặc là cái diễn biến covid kéo dài thế thì về mặt về mặt mô học thì chúng ta thấy rằng là cái biểu hiện đặc trưng của trong cái nhiễm sars cov 2 nó có ba cái dạng một cái dạng gọi là tổn thương của các cái biểu mô mà chúng ta vẫn dùng thuật ngữ ở trong thực hành lâm sàng đó là viêm chóc uh, vảy các cái tế bào biểu mô. Cái thứ hai là nó có cái tổn thương ở quanh các cái mạch máu và cái thứ ba là có cái tổn thương có khuynh hướng sơ hóa. Thế thì khi phân tích ở trên người có một cái điểm rất là thú vị ở cái chỗ tức là trên người không phải người nào bị viêm phổi do covid cũng có đặc điểm như vậy. Nó có một cái tính chất là 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 là, là, là không đồng nhất và thí dụ như là đối với cái cái, cái 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 mô hình tổn thương của phế nang thì nó khoảng được chừng 35% là nhiều nhất. Nhưng mà đối với tổn thương ở mạch máu hoặc là đối với tổn thương của sơ hóa nó chỉ khoảng 1 cho đến cho đến 3% thôi. Thế còn những cái người mà có đồng thời cả ba cái loại tổn thương cả tổn thương biểu mô, cả tổn thương mạch máu và tổn thương có khuyên hướng sơ hóa là khoảng 14%. Thế như vậy rằng là câu chuyện của cái hậu Covid nó cũng không giống nhau giữa người này và người khác. Có thể có những người diễn biến rất giống như là một cái viêm phổi cấp bình thường nhưng mà cũng có người có những cái di chứng để lại về hậu Covid bởi vì cái đặc điểm của cái tổn thương của mô học này nó không giống nhau giữa ngày này ngày khác nhưng mà tuy nhiên á, thì có một vài cái kết luận mà tôi nghĩ rằng là rất quan trọng trong cái vấn đề co-infection cái thứ nhất á, là người ta thấy có một cái khuynh hướng của các cái loại vi khuẩn khác nhau nó tạo nên cái hiện tượng ở trong cái hiện tượng mà chúng ta gọi là dysbiosis và cái thứ hai nữa là người ta thấy rằng là cái hiện tượng mà nó đồng nhiễm với các cái cái liên cầu Streptococcus và Staphylococcus aureus kháng với meticillin thì nó gắn liền với cái tỷ lệ tử vong cao nhất. Đây là một cái kết luận rất quan trọng để chúng ta ngoại suy ra vấn đề chiến lược tiếp cận điều trị kháng sinh mà tôi cũng sẽ được nhắc đến trong cái phần sau. Ở trên cái cái sơ đồ đường cong Kaplan-Meier ở bên tay phải của các bạn, chúng ta thấy rằng là bốn cái cái đường trên là virus đơn thuần, vi khuẩn đơn thuần và virus kết hợp với vi khuẩn nghi ngờ thì cái đường màu đỏ cuối cùng là cái đường uh, virus và vi khuẩn đã được xác định bằng vi sinh để cho chúng ta thấy rằng là cái tiên lượng của cái kết hợp vi khuẩn virus là hết sức là nặng nề so với nhiễm vi khuẩn và nhiễm virus đơn thuần đây là một cái điểm mà tôi rất muốn nhấn mạnh là bởi vì sao tôi cũng là một thầy thuốc thực hành trước đây chúng ta rất chú ý đến vấn đề vi khuẩn và chúng ta rất sợ các cái vi khuẩn mà gây nên bệnh cảnh nặng nhưng mà dường như chúng ta quên mất cái vai trò của coinfected giữa vi khuẩn và virus mà nó là cái tác nhân làm cho tiên lượng xấu đi từ trước giờ chúng ta thiếu cái sự quan tâm một cách thỏa đáng đây là một cái phân tích từ 35 nghiên cứu cho chúng ta thấy cái thái độ thực hành của chúng ta là rất là khiếm khuyết chúng ta thấy rằng là 75% bệnh nhân được điều trị kháng sinh trong khi đó chứng minh được vai trò của coinfected thực sự là chỉ có khoảng độ chừng 25% thôi và ở trong đó thì có cái vai trò của điều trị thực. Khi chúng ta xác định được vấn đề co-infection là chỉ khoảng 20% thôi, còn lại thái độ của chúng ta là trên 70% là chúng ta điều trị gọi là quan điểm điều trị dự phòng. Thì trong các cái lần đi sinh hoạt khoa học ở ở ở các tỉnh thì chúng tôi cũng cũng bị hỏi câu hỏi như thế này rất là nhiều là có nên có quan điểm điều trị kháng sinh dự phòng hay không. Thế thì cái câu trả lời của chúng tôi rằng là có bằng chứng nói rằng là cái việc mà chúng ta đang sử dụng kháng sinh hiện nay với quan điểm dự phòng là là quá mức. Thế chúng ta cần phải hết sức lưu ý cái quan điểm điều trị kháng sinh của chúng ta hiện nay nó đang khập khiễng với cái chúng ta xác định được cái vai trò của cô infection trong thực tế. Thế còn hai cái hình ở bên dưới cho chúng ta thấy cái hình ảnh của cái việc mà chúng ta sử dụng kháng sinh như thế nào hiện nay thông qua 35 cái phân tích từ các cái nghiên cứu trên toàn cầu và cái hình ảnh của vi sinh cho chúng ta thấy rằng là dường như chúng ta cũng chưa có một cái định hướng nào cho nó rõ ràng trong cái chiến lược đối với vấn đề sử dụng kháng sinh. Thì cái kết luận đó đã được nhắc đến trong một cái báo báo gần đây chúng tôi tham khảo được trên cái cái tờ tạp chí của 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 IDSA người ta nói rằng là từ 1007 báo cáo nghiên cứu thì cho chúng ta thấy rằng là cho đến hiện nay chúng ta vẫn chưa thấy có một cái tiếp cận một cái chiến lược tiếp cận nào xử lý kháng sinh được áp dụng ở trên các cái báo cáo cả. Có lẽ câu chuyện của chúng ta ở Việt Nam cũng hoàn toàn như vậy. Tôi cũng đã từng nói chuyện với một bác sĩ trưởng khoa của hồi sức của một cái, cái cơ sở điều trị Covid. Thì tôi hỏi có điều trị kháng sinh không? Bạn nói là 100% điều trị kháng sinh và uh, cái số mà kháng sinh được sử dụng nhiều nhất trên một bệnh nhân là uh, 4 kháng sinh và không kể kháng nấm. Câu chuyện đó là, là một câu chuyện chúng ta hết sức là ấn tượng. Vậy thì chúng ta chưa có cái mô hình hướng dẫn nào rõ ràng thì chúng ta cần phải lưu ý cái gì? thế thì các cái các gai hiện nay cho chúng ta một cái nhìn nhận như thế này và trong cái sáng nay tôi cũng có một cái câu mà tôi muốn discuss là chúng ta đừng quên vai trò của virus hô hấp nói chung mà chúng ta cứ tập trung đến sars cov 2 không thế cho nên rằng là ở trong cái khuyến cáo này người ta nói rằng là với tất cả những trường hợp nhiễm trùng hô hấp đặc biệt là những trường hô hấp nhập viện thì chúng ta cần phải xét nghiệm cúm và sars cov 2 bằng xét nghiệm pcr có lẽ đây là một cái phát biểu đầu tiên ở trong các diễn đàn khoa học ở việt nam và tôi nghĩ rằng là sau cái phát biểu này thì anh hùng vân cũng sẽ có một cái vai trò hết sức là quan trọng bởi vì thực ra nói chúng ta ở vài lê trong phương pháp tiếp cận nhưng mà chúng ta không có nhìn thấy thôi cho nên rằng là dường như chúng ta cứ tập trung đuổi theo cái sars cov 2 mà chúng ta quên mất rằng là câu chuyện của virus và câu chuyện của các cái virus hô hấp nói chung là chúng ta quên mất và đối với những trường hợp co-infection thì cái khuyến cáo từ cái tài liệu này nói rằng là chúng ta chỉ cần điều trị kháng sinh trong khoảng từ 5 đến 7 ngày và đối với những trường hợp nhiễm khuẩn bệnh viện hoặc là nhiễm khuẩn thở máy chúng ta cũng chỉ cần điều trị trong khoảng từ 7 cho đến 10 ngày mà thôi. Thế thì nếu như mà nói như thế thì có lẽ chúng ta cũng có một cái sự linh với các cái khuyến cáo trước đây đối với chúng ta từ viêm phổi cộng đồng và viêm phổi vệ nó cũng chẳng khác nhau gì trong cái chiến lược tiếp cận điều trị kháng sinh bây giờ tôi xin nói được xin nói về cái vấn đề chẩn đoán mà cái câu chuyện chẩn đoán nó có liên quan đến báo cáo của của chị Hương buổi sáng nay là pukacistolin là một xét nghiệm rất có giá trị trong cái vấn đề chẩn đoán nhiễm khuẩn ở đây người ta nói một cái, cái ý rất là rất là quan trọng là nếu pukacistolin mà tăng trên 0,5 microgam trên lít đó, thì lúc đó mới có nguy cơ co-infection vi khuẩn thế còn nếu mà dưới cái ngưỡng đó thì chúng ta không cần phải quan tâm đến vấn cổ vấn đề co-infection nhiễm khuẩn mà chúng ta cũng không cần phải lưu ý đến vấn đề kháng sinh. Đây là một cái một cái khuyến cáo rất là thú vị. Vấn đề thứ hai là chúng ta cũng nói đến CRP nói đến tốc độ máu lắng thì ở uh, trong các cái phân tích hiện nay người ta cho rằng là nó không có thật sự không có cái giá trị đặc hiệu để chúng ta chẩn đoán cái nhiễm khuẩn uh, uh, thứ phát hoặc là đồng uh, đồng mắc nhiễm khuẩn đối với vi khuẩn. Về mặt hình ảnh X quang thì sao? Thì cho chúng ta thấy rằng là hình dạng kính mờ là tương đối có thể quy kết được cho virus, còn hình dạng đông đặc thì có thể uh, tương đối quy kết được uh, đối với uh, nhiễm khuẩn thật sự. Nhưng mà tuy nhiên thì trong cái slide sau thì tôi cũng xin nhấn mạnh rằng là câu chuyện đó không phải hoàn toàn như vậy. Thế còn đối với biomarker thì tôi cũng rất là muốn lưu ý với chúng ta là cái CRP và cái nó gọi là Delta CRP, tức là cái độ thay đổi của CRP từ lúc vào cho đến lúc chúng ta làm xét nghiệm sau khi chúng ta điều trị kháng sinh. Đây là một cái nghiên cứu rất là thú vị ở trên cái, cái sơ đồ À, đường cong gốc của chúng ta ở phía bên tay phải của các bạn chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta chỉ sử dụng cái tăng bạch cầu ái toan để chẩn đoán nhiễm khuẩn không á, thì cái giá trị nó là thấp nhất nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng cái xét nghiệm CRP và giảm CRP khi chúng ta điều trị kháng sinh thì cái giá trị của dưới đường cong nó tăng lên nhưng mà nếu chúng ta vừa kết hợp cái tăng bạch cầu đa nhân trung tính và chúng ta à, sử dụng cái delta CRP thì cái giá trị của dưới đường cong gốc nó rất có giá trị và đây là một cái câu chuyện trong thực hành chúng ta rất dễ áp dụng và chúng ta cần áp dụng cái chiến lược này trong cái tiếp cận điều trị kháng sinh. Thế còn đối với hình ảnh, tôi có nói rằng là vấn đề kính mờ và vấn đề tổn thương đông đặc thì ở trên cái nghiên cứu này cho chúng ta thấy là chỉ có 4% các cái trường hợp mà tổn thương đông đặc ở trên hình ảnh của CT được quy kết một cách chắc chắn là do vi khuẩn thôi. Thế cho nên rằng là trong cái chiến lược dùng hình ảnh để chúng ta chẩn đoán à, vi khuẩn co-infection làm câu chuyện nó thiếu chắc chắn về vấn đề chiến lược điều trị kháng sinh thì tôi cũng xin được nhấn mạnh mặc dù đây là một cái một cái khuyến cáo nó không cụ thể nhưng mà đây là một khuyến cáo rất thú vị là khoảng 44% chúng ta không cần phải uh, quan tâm đến vấn đề điều trị kháng sinh bởi vì chúng ta có cơ sở về mặt lâm sàng để chúng ta quy kết rằng đó không phải là vấn đề co-infection. Nhưng mà nếu có các cái biểu hiện lâm sàng đặc biệt là có các cái biểu hiện mà chúng ta xác nhận đó bằng các cái biomarker thì chúng ta nên điều trị kháng sinh đó như là một cái trường hợp gọi là định hướng đến các tác nhân vi sinh phổ biến nhất và chúng ta sẽ để deskation uh, khi mà chúng ta có bằng chứng nói rằng là bệnh nhân này không bị nhiễm vi khuẩn uh, đồng mắc thế còn đối với những trường hợp ở bên dưới là bội nhiễm đó, thì chúng ta thấy đây là những trường hợp nặng có sử dụng các cái, cái liệu pháp điều trị mà phối hợp có thể có nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện và liên quan đến thở máy thì chúng ta với một tỷ lệ thấp thôi thì chúng ta cần phải có một cái suy diễn và lúc này cái vai trò của xét nghiệm vi sinh là rất quan trọng để chúng ta có cái định hướng điều trị kháng sinh. Gần đây thì chúng tôi có tham khảo được một cái tài liệu của uh, Tổ chức Y tế Thế giới ở trong này có một cái nhấn mạnh và tôi nghĩ nó có một cái giá trị thực hành rất là cao. Cái Tổ chức Y tế Thế giới họ nhấn mạnh rằng là với những trường hợp nặng và những trường hợp mà chúng ta cho rằng là có sepsis thì chúng ta càng phải điều trị kháng sinh càng sớm càng tốt trong vòng một giờ. Đây là một cái khuyến cáo rất là hay và tôi nghĩ rằng là trong thực tế Việt Nam chúng ta cần phải áp dụng. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta đối diện với những trường hợp nặng và sepsis thì chúng ta mới có uh, cơ hội để chúng ta làm các cái xét nghiệm trong khi chúng ta vẫn tiếp tục điều trị kháng sinh để không có bỏ sót cái cơ hội. Và cái khuyến cáo tiếp theo của tổ chức y tế thế giới nói rằng là cái trị liệu kháng sinh kinh nghiệm ban đầu của chúng ta as soon as possible đó thì chúng ta cần phải có một cái đề escalation ngay nếu chúng ta có một cái một cái cơ sở về xét nghiệm cũng như cơ sở về vi sinh về sau đấy là một cái khuyến cáo rất là hay và đây là kinh nghiệm của một cái phân tích của các cái các các cái báo cáo ở mỹ cho chúng ta thấy ở cái phía tay trái của chúng ta cái đường thẳng đó và cái tía tay phải là là đường thẳng đó là sau và trước covid và sau covid và cái đường giữa là trong cái thời kỳ covid người ta ở khoa nội và icu người ta thấy rằng là các cái chiến lược mà tiếp cận gọi là 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 là, là, là đồng bộ có hướng dẫn đó, thì nó sẽ giảm được cái nhu cầu sử dụng kháng sinh của chúng ta rất là rõ cái đường chấm chấm và đường chấm chấm liền nét nó giảm rất là rõ cho nên là chúng ta cần phải có một cái 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 chiến lược tiếp cận rất là cụ thể đối với vấn đề mà sử dụng kháng sinh cho nó hợp lý chúng ta đã biết hết mọi chuyện chưa thì cái cái bài báo này cho chúng ta thấy rằng là chúng ta chưa biết rất là nhiều chuyện thật sự nếu chúng ta xác nhận được hai tác nhân nhiều tác nhân vi sinh thì không có đồng nghĩa với cái, với đấy là co-infection gọi là pathogen Thế cho nên rằng là câu chuyện này chúng ta vẫn còn hiểu biết rất là mơ hồ và đặc biệt là ở trong CBD như cái bài báo cáo của thầy Ngọc có nói nhưng tôi cũng nhấn mạnh lại là nếu chúng ta phát hiện được nhiều tác nhân gây bệnh không có nghĩa là đấy là các tác nhân gây bệnh thực thể cho bệnh nhân và trong cái cái bài phân tích này người ta nói một cái ý rất là rõ là trong các cái nghiên cứu mà chúng ta cần thực hiện đó thì chúng ta cần phải gọi là xét nghiệm lấy mẫu dọc ở trong cái nghiên cứu chứ nếu chúng ta chỉ lấy xét nghiệm cắt ngang một lần thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết và để kết luận thì tôi xin được nói một câu thôi là chúng ta đừng bao giờ quên cái vai trò của virus trong nhiễm trùng mô hấp cái mà chúng ta có thể nhắc lại một câu nói của một cái đồng nghiệp của em rất nổi tiếng đó là cái sự bất hạnh nhất của con người của chúng ta tồn tại trên trái đất là tồn tại cùng với virus cho nên là chúng ta đừng bao giờ quên virus hết. Thế thì đấy là một cái một cái thái độ thực hành của tôi nghĩ là sẽ khách quan nhất ở trong giai đoạn của dịch virus uh, SARS-CoV-2 và sau cái giai đoạn của SARS-CoV-2. Uh, xin cảm ơn sự chú ý của anh các chị.